Đừng đừng bỏ ra cả chục triệu đồng mà không biết rõ cầu răng sứ là gì và lợi ích của nó như thế nào và có phù hợp với bạn hay không. Và hãy xem hết đến hết video này nếu không muốn mất hàng chục triệu đồng mà vẫn tiền mất tật mang vì làm cầu răng sứ sai cách. Nếu bạn chọn một giải pháp trồng răng sứ nhanh chóng, đẹp, chi phí vừa phải và giúp ăn nhai tốt mà không phải can thiệp phẫu thuật thì phương pháp cầu răng sứ là một giải pháp phù hợp nhất. Vậy thì cầu răng sứ là gì và tại sao chúng ta cần làm cầu răng sứ? Trước khi bước vào nội dung chính, cho những bạn chưa biết đến bác sĩ Cường thì tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường, tốt nghiệp bác sĩ và thạc sĩ tại Đại học Y Hà Nội và đã từng công tác tại bệnh viện Việt Nam Cuba đầu ngành về răng và mặt với hơn 10 năm kinh nghiệm, và tôi cũng tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Đại học Yonsei, một trong ba trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc về y tế. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để chúng ta gặp lại nhau nhiều hơn mỗi ngày và ấn vào nút quả chuông để mỗi khi bác sĩ Cường ra video thì các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên nhé. Và cầu răng sứ là một phương pháp thay thế răng bị mất và nó sẽ gồm hai trụ cầu và thân cầu, chính là phần bắc qua cái răng bị mất và để thay thế cho chiếc răng mất đó. Cầu răng sứ thường được sử dụng khi bị mất một hoặc nhiều răng hoặc răng bị hư hỏng nghiêm trọng không có khả năng bảo tồn được. Và cầu răng sứ mang lại nhiều lợi ích quan trọng và dưới đây là một số lợi ích chính của việc làm cầu răng sứ. Thứ nhất, đó là thời gian làm cầu răng sứ nhanh, chỉ mất từ 3 đến 5 ngày với một cầu răng sứ dài. Trong trường hợp các bạn ở nước ngoài về thăm quê, có thời gian lưu trú ngắn, các bạn sắp phải đi công tác xa ở nước ngoài, chi phí đắt đỏ mà không chờ được 3 đến 6 tháng để trồng răng implant thì cầu răng sứ sẽ là một giải pháp giúp bạn kịp thời. Và còn tại nha khoa của bác sĩ Cường thì thời gian này còn nhanh hơn, nghĩa là trong ngày thì các bạn đã có răng để sử dụng rồi. Chính vì vậy sẽ giảm được những cái hiện tượng như là ê buốt này, khó chịu, giảm đau nhức và không làm ảnh hưởng đến răng bên cạnh. Giảm thời gian đi lại nha khoa nhiều lần và khi các bạn ở xa đến sẽ rất tiện cho việc đi lại và nhanh có răng hơn. Nếu bạn muốn chọn một giải pháp có chi phí vừa phải thì đây có thể là một lựa chọn phù hợp. Thông thường nếu chọn giải pháp trồng răng implant chính hãng thì chi phí có thể gấp từ 1,5 đến 2 lần vào tùy loại implant. Và trường hợp những người lớn tuổi khi mà thời gian còn lại để sử dụng không nhiều, khi mà mắc nhiều bệnh nền như là tim mạch, huyết áp, khi mà sợ các giải pháp khoan cấy chân răng nhân tạo vào xương hàm như là implant thì cầu răng là một giải pháp cứu cánh dành cho các cô bác lớn tuổi. Việc tái tạo chức năng cầu răng sứ thì sẽ giúp khôi phục chức năng ăn nhai đến 70-80% so với răng thật. Và ngoài ra thì còn cho phép bạn ăn nhai các loại thức ăn khác nhau một cách hiệu quả và tự tin hơn. Thứ ba, đó là cải thiện về ngoại hình và nụ cười. Cầu răng sứ được thiết kế để có hình dạng và màu sắc tương tự như răng tự nhiên, tạo cho bạn một nụ cười tự nhiên và hài hòa. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện ngoại hình của bạn và tăng sự tự tin trong giao tiếp. Tư, đó là giữ vững cấu trúc răng. Khi mà mất một hoặc nhiều răng thì các răng bên cạnh sẽ bị xô lại. Bằng cách sử dụng cầu răng sứ thì bạn sẽ giữ được sự ổn định của các răng còn lại và ngăn chặn sự dịch chuyển không mong muốn. Thứ năm, đó là dễ dàng chăm sóc và vệ sinh. Cầu răng sứ có thể được chăm sóc giống như răng tự nhiên và bạn chỉ cần trải răng, sử dụng nước súc miệng cũng như là tăm nước cho việc vệ sinh dễ dàng hơn. Việc vệ sinh hàng ngày đúng cách sẽ giúp cho duy trì cầu răng sứ trong tình trạng tốt nhất và kéo dài tuổi thọ của chúng. Độ bền và độ chính xác cao. Cầu răng sứ nếu được chế tạo từ các vật liệu sứ chất lượng cao sẽ giúp chúng có độ bền và độ chính xác cao. Có thể được từ 5 đến 10 năm đối với răng sứ kim loại và từ 10 đến 20 năm đối với răng toàn sứ. Và khi được chăm sóc đúng cách thì cầu răng sứ có thể tồn tại được cả đời. Và nếu các bạn muốn đặt lịch khám trực tiếp với bác sĩ Cường thì ấn vào đường link bên dưới phần mô tả. Bác sĩ Cường xin chào và hẹn gặp lại. Cơ sở 1 Dr. Cường Dental, 28 phố 4, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại 0974 598 669. Cơ sở 2 Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook Nha khoa Eco Dental, Eco Park. Điện thoại 0965 485 669. Cơ sở 3 Ocean Dental, mặt trong tòa S208, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Ocean, Vinhomes Ocean Park. Số điện thoại 0968 888 105. Website dcdental.com.